Xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube chính thức của diễn đàn Trader Việt. Đây là nơi để chúng ta chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực trading cho cộng đồng Trader Việt Nam. Mình là Tùng Anh. Thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ nói về chủ đề phân tích kỹ thuật ha, và cụ thể đó là những cái dấu hiệu cảnh báo cho chúng ta khi nào thì chúng ta nên thoát khỏi thị trường ha. Rồi, như thường lệ ha, trước khi đi vào phần nội dung thì có một cái cảnh báo rủi ro của Trader Việt đến anh chị như thế này. Chúng ta dừng clip lại và đọc cái cảnh báo này ha. Khi mà chúng ta giao dịch thì cái mục tiêu hàng đầu của chúng ta đó chính là có lợi nhuận ha. Tuy nhiên là trong cái quá trình giao dịch thì chúng ta không thể nào mà hoàn toàn tránh khỏi những cái lệnh thua được. Và cái công việc của trader đó chính là giảm thiểu những cái lệnh thua ha, và gia tăng những cái lệnh thắng. Thì có rất là nhiều cách để chúng ta thực hiện cái công việc này. Đó có thể là tìm cho chúng ta một cái hệ thống giao dịch tốt nè, có thể là một cái chiến lược quản lý vốn tốt nè, hoặc là chúng ta có thể là rèn luyện cái mindset, cái tâm lý của chúng ta nó vững vàng hơn. Đó. Thì trong cái clip này thì mình sẽ nói cho chúng ta cũng về một cái cách để cho chúng ta có thể là gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ. Đó là bốn cái tình huống mà chúng ta nên thoát khỏi cái thị trường nhanh nhất có thể ha. Rồi, đầu tiên đó, cái tình huống thứ nhất đó là khi thị trường có dấu hiệu đạt cực điểm ha. Rồi, nếu như mình nhìn vào cái chart này á, thì chúng ta sẽ thấy cái vùng này đó là cái vùng climax này, đó, cái vùng này là cái vùng climax này. Khi mà chúng ta không có quen sử dụng hành động giá để nhìn ra những cái vùng cực điểm này á, thì mọi người có thể sử dụng một cái công cụ hỗ trợ, đó là chính là Bollinger Band. Khi mà mọi người add Bollinger Band lên cái chart thì nó sẽ ra như thế này đó. Thì khi đó chúng ta sẽ xác định những cái điểm climax như sau ha. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ quan sát là cái hướng đi của giá ha. Đó, giá đi theo một hướng liên tục đó. Và khi mà nó phá cái bên ngoài của Bollinger Band ha, bên trên hoặc bên dưới đó, và có những cái thanh nến đầy như thế này đó, thì đây là những cái điểm climax ha. Đây đó, thì khi mà chúng ta thấy những cái điểm cực đại như thế này á, thì khả năng là giá sau đó nó sẽ thoái luôn đó, giá sau đó nó sẽ thoái luôn. Có thể là nó vẫn sẽ tiếp diễn cái xu hướng trước đó, nhưng mà trong ngắn hạn thì nó sẽ có cái hiện tượng thoái lui. Và khi đó thì chúng ta thấy những cái dấu hiệu này thì chúng ta nên take profit, chúng ta nên thoát lệnh ở những cái vùng này đó, và có thể là tìm cơ hội khi mà nó kết thúc cái đợt thoái lui và chúng ta vào trở lại ha. Đó, đây là cái tình huống số 1 mà chúng ta nên thoát khỏi thị trường. Rồi, cái tình huống số 2 đó là khi chúng ta thấy cái đà giá nó bị mất đi trong cái việc mà xuyên phá cản. Chúng ta cũng có một cái ví dụ như thế này. Đó, trên cái chart này thì chúng ta dễ dàng xác định được hai cái vùng gọi là vùng cản ha, là một là kháng cự và thứ hai đó là hỗ trợ. Thì mọi người thấy khi mà giá nó tại cái vùng này nè, đó, giá nó tiếp cận với cái vùng kháng cự với một cái thanh nến rất là đầy đó. Tuy nhiên nó lại dừng lại ngay tại cái vùng kháng cự này đó, thì đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy cái lực xuyên phá nó đã mất đà. Tức là nếu như mà nó đủ lực ấy, thì thông thường là nó tiếp cận cái vùng cản này thì nó sẽ phá lên luôn đó, nó phá lên luôn đó. Còn khi mà nó dừng lại và nó đóng nến tại cái vùng cản này thì nó cho thấy là thị trường đã chấp nhận cái mức giá này và đã có được một cái sự cân bằng nhất định đó. Và cái phe còn lại họ có thể nhảy vào phản công bất cứ lúc nào, và khi đó thì chúng ta nên tránh cái trường hợp mà chúng ta
giao dịch breakout tại cái thời điểm này và chúng ta nên thoát lệnh đi ha. Tại vì khả năng là sẽ có những cái đợt đảo chiều trong ngắn hạn. Ở đây chúng ta cũng có một cái tình huống tương tự đó. Giá giảm rất mạnh liên tục đó, về cái vùng hỗ trợ này. Tuy nhiên nó không xuyên phá được cản mà nó lại dừng ngay tại cái vùng cản ha. Đó, thì sau đó mọi người có thể thấy là giá nó bắt đầu bật ngược trở lại, không có xuyên phá được cái vùng cản này. Hay như cái vùng bên trên này cũng như vậy đó, vùng trên này cũng như vậy đó, giá dừng ngay trước cái vùng kháng cự của chúng ta và sau đó nó thoái luôn, không thể nào xuyên phá được cái vùng kháng cự này đó. Thì đây là cái dấu hiệu số 2 ha. Tức là khi mà thị trường nó mất đà trong cái việc mà xuyên phá những cái vùng cản quan trọng thì chúng ta nên thoát cái lệnh của chúng ta, thoát khỏi thị trường. Rồi cái tình huống số 3 đó là khi xuất hiện phá ngưỡng giả hay gọi là false break ha. Thì phá ngưỡng giả thì chúng ta đã khá là quen thuộc rồi nên mình cũng xin nói sơ qua thôi. Thì khi mà chúng ta giao dịch đảo chiều hay là chúng ta giao dịch tiếp diễn xu hướng thì chúng ta đều có thể là giao dịch theo cái kiểu là breakout ha. Nhưng mà khi giao dịch breakout thì cái vấn đề mà chúng ta phải đối mặt đó là đụng phải phá ngưỡng giả. Ở đây chúng ta có thể thấy là cái vùng hỗ trợ màu xanh này, tại đây chúng ta có một cái cú phá ngưỡng giả đó, đúng không? Giá xuyên phá tại cái thanh nến này ha, tại cái thanh nến này nè, giá nó xuyên phá xuống, sau đó nó không có cái áp lực bán, nó không có được duy trì và sau đó nó bị đẩy, bị phe mua đẩy ngược lên trên, tạo ra một cái bóng nến như thế này, thể hiện cái sự từ chối giá dưới cái vùng này, thì sau đó giá nó bị bật lên. Thì khi mà chúng ta giao dịch á, chúng ta gặp những cái tín hiệu mà từ chối như thế này á, thì chúng ta không nên giao dịch nữa ha, mà chúng ta nên thoát lệnh. Đó. Đã có những clip nói về cái việc tận dụng cái phá ngưỡng giả này như thế nào thì mọi người có thể tìm ở trên channel của Trade Việt để chúng ta xem lại ha. Trong cái clip này thì mình sẽ không nói rõ về cái việc mà tận dụng phá ngưỡng giả như thế nào. Mình chỉ khuyên mọi người là khi thấy tín hiệu phá ngưỡng giả thì chúng ta nên thoát khỏi thị trường ha. Rồi cái tình huống số 4 cũng là tình huống cuối cùng, đó là khi chúng ta thấy những cái điểm swing point quan trọng nó bị gãy. Thì swing point là gì? Swing point ở đây là những cái điểm đỉnh đáy ha. Và khi mà những cái điểm này nó bị gãy, tức là cái cấu trúc xu hướng nó đã bị vi phạm, thì khi đó là cái thời điểm để cho những trader mà giao dịch theo xu hướng thoát lệnh và những cái trader giao dịch đảo chiều vào lệnh. Đó. Ở đây chúng ta có một cái ví dụ như thế này. Mọi người nhìn thấy chúng ta có một cái xu hướng tăng rất là rõ ràng đúng không ạ? Đó, rất là rõ ràng. Thì ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ xác định những cái swing point, tức là những cái đỉnh đáy. Đó, ở đây. Đó, chúng ta có những cái đỉnh đáy như thế này. Được chưa? Rồi. Thì tại cái vùng cuối cùng này, mọi người thấy là cái swing point cái đáy này nè, đó nó đã bị vi phạm rồi ha. Bị vi phạm rồi. Ở đây chúng ta kẻ được một cái vùng hỗ trợ như thế này và nó giá nó xuyên thủng cái vùng hỗ trợ này. Thì khi đó cái swing point này, đó, cái swing point này nè đã bị gãy đó. Và cái cấu trúc xu hướng tăng theo lý thuyết ta cũng đã bị vi phạm. Và những trader giao dịch theo xu hướng trong cái tình huống này thì nên thoát lệnh ha. Còn những trader mà theo giao dịch theo cái trường phái đó là đảo chiều xu hướng thì có thể là chuẩn bị cái tâm thế để chúng ta vào lệnh. Mọi người nếu như mà chúng ta vẽ ra được một cái đường xu hướng ở đây thì chúng ta cũng thấy là nó đã bị gãy rồi ha. Sau đó cái swing point này mới bị gãy. Thì kết hợp hai cái yếu tố đó lại với nhau thì đây là một cái tín hiệu cảnh báo cho chúng ta là xu hướng có khả năng đảo chiều. Rồi tiếp sau đó thì chúng ta có thể thấy là giá giảm mạnh xuống phía dưới ha, giảm mạnh xuống phía dưới đó. Rồi sau đó retest cái vùng chuyển đổi này đó, thì đây chính là cái cơ hội để cho những anh em mà giao dịch đảo chiều xu hướng vào lệnh tại cái vùng này ha.
Đó. Thì trên đây là bốn cái tình huống mà khi mà nó xuất hiện trên chart thì chúng ta nên thoát khỏi thị trường nhanh nhất có thể, để tối đa hóa cái lợi nhuận và giảm thiểu những cái thua lỗ không đáng có ha. Clip xin được dừng tại đây, và nếu thấy hay thì mọi người nhớ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Tùng Anh, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần tới. Bye bye. Mà như dịch đang quay trở lại rồi anh chị, nhớ đeo khẩu trang nha. Vậy nha.